Tôi xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê của cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay tập ra nhau một clip gồm 23 câu nha anh em. 23 cái câu này, 23 câu chiến cho anh em luôn. Thì hàng này sẽ là hàng bạo lực, có một số cây chiến bạo lực nha anh mọi người. Rồi, điểm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Hãy bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước đi, toán cái hàng loại một clip nên nó sẽ đăng lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thì cái thứ nhất em lên người là một cây cần đai qua G4. Thì cây này cứng nếm mờ nha anh em. À, cứng mờ, cứng chuẩn cho anh em đánh nháy, đánh lóc, đánh nháy thiệt. Để đọc thông số trước nha mọi người. Thì cây này dài 1m8, hai khúc nặng 125 g, đọt là 1 ly, đọt là 1 ly 7 nha mọi người. Tải mồi từ 7 đến 21 g, tải dây từ 8 đến 17 lb. Thì cái này sản xuất tại Thái Lan, đó, hàng tay qua. Thì voi của cái này thì khỏi chơi rồi, đó, voi của Chipo khỏi chơi. Dạng carbon sẵn rồi. Sẵn fan bát Fuji nha mọi người, fan bát fan là fan Fuji, bát tầm bát hãng, bát tay qua. Đây. Ngoại hình còn đẹp nha mọi người, ngoại hình còn đẹp. Thì cái này hàng của Thái Lan xuất Nhật. Đó, tem đầy đủ, ngoại hình có xuất sắc thời gian nha. Cái này thì chuẩn anh em đến lóc rồi, đó, chất liệu carbon. Rồi, giá công khai cây số 1 giá là 900 cộng ship nha mọi người. Đó, cây số 1 900 cộng ship. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên người là một cây Major Grab. À, cây này là cây đề cao hàng của Majorgap. Cây này có kit nha anh em. Ngoại hình nó khỏi chê nha mọi người. Fan là fan Fuji Sit bóp. Bát cực kỳ đẹp nha. Bát Fuji nha, bát gỗ Fuji cực kỳ đẹp. Cán ba khúc đề cao Majorgap. Thì cái này hàng có kit nha anh em, có kit. Hàng đời cao carbon sẵn. Fan đây nè, fan bấm, bấm xít nha mọi người, bấm xít luôn. Đó, nguyên bộ nha mọi người. Fan này cực kỳ nhẹ luôn nha anh em. Nhẹ mà êm đó. Thì cái này độ cứng ML nha anh em, độ cứng ML. Cái này nặng là 114 g. Đọt là 1 ly 6, dài là 1m68. Tải mồi từ 5,26 g đến 14 g. Tải dây từ 8 đến 14 lb. Đó. Cái này cứng ML, giá công khai là 2 triệu cho anh em á. Cái này về cho anh em đánh lóc nè, đánh chẽm con nhồng lùa thoải mái nha anh em, mấy ngàn. Cây số 2 2 triệu. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 em lên người là một cây Abu. Thì cây Abu Hotin. Thì cây Abu Hotin này thì số bộ phen là bằng phen xích, xích bóm. Còn ở đây đó. Sẵn là sẵn găng gối nè, bù chống sẵn đây đó, sẵn là sẵn găng guốc đây. Đó, anh em mới thấy. Bát là bát Fuji anh em, bát Fuji. Đây, bát này dặn là kêu nha mọi người. Đó. Cực kỳ độc nha anh em. Đó. Bát Fuji nha anh em. Cán đời cao 3 khúc. Hàng Abu. Đó. Độ cứng cái này là độ cứng M nha anh em, độ cứng M. Đây, đó, chuẩn anh em đánh lóc nha. Thì cái này nặng là 135 g, 130 g, dài là 1m98, đọt là 2 ly 7. Thì cái này tải mồi từ 5,25 g đến 10 đến 21 g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Đó. Rồi cây số 3 giá công khai 2,3 triệu anh em. Đó, 2,3 triệu, hàng chuẩn anh em đánh lóc nha. Độ cứng M, độ cứng quá chuẩn rồi. Phen là phen xít nữa, phần xít trên bóm anh em. Carbon sẵn găng guốc nha. À, tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 lên cho người quẳng một cây hàng Abu. Thì cây Abu Hotin nha mọi người, cây Abu Hotin Lut. Carbon sẵn ít. Nhìn nè. Đó, đọc đây, sẵn găng guốc đây. Thì cây Abu này độ cứng MH nha anh em. Độ cứng MH có định vị lóng. Đây. Đó. Thì fan là fan Major. Đây, fan là fan Major Sheet nha anh em. Đó. Nguyên bộ phen Major Sheet luôn. Dọn phen nhỏ nha mọi người. Phen này là cực kỳ cứng nha. Đó, hàng chuẩn cho anh em săn hàng. Độ cứng cái này cũng là độ cứng rất là chuẩn luôn. Độ cứng là MH chuẩn đánh lóc săn hàng. Nhái gừng. Lóc gừng nha mọi người. Đó. Abu nha mọi người. Abu. Thì cái này nặng là 120, nặng 120 g. Dài là 2m01. Thì đọt là 1 ly 9. Thì cái này tải màu từ 10 đến... từ 10.5 g đến 28 g, tải dây từ 8 đến 20 lb.
giá công khai cây số 4 giá là 2 triệu 5 nha anh em, 2 triệu 5 cây số 4. Quả nhìn cây này tương đối đẹp nha mọi người. Đây, độ cứng MH nha. Đó. Anh em câu dít cũng được luôn. Đó, thoải mái. Đây xin xin đây. Đó, hàng đánh đầu lực nha. Rồi, cây số 4 giá là 2 triệu 5. Tiếp theo là cây số 5. Thì cây số 5 nó thông số giống cây số 4 luôn nha mọi người. Đó, mà cây số 5 còn túi nha. Đây vẫn là một cây Abu, độ cứng MH, dài 2m01. Sẵn ngăn gốc nha mọi người. Đó, carbon sẵn luôn, bù buộc trong sẵn. Phan mài giò xích sực. Phan mài giò xích nha anh em. Đó. Đóng chữ F rõ ràng nè, phan nhỏ nha anh em. Phan này cực kỳ chắc nha anh em, dài máy bao lực, cạo cá. Định vị lóng đầy đủ. Thông số thì cũng giống như cây số 4 thôi, nặng 120g, dài 2m01, đọt là 1.9, tải màu từ 10.5g đến 28g, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá là 2 triệu 5 nha anh em, cây số 5, 2 triệu 5. Còn túi nha, tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 thì vẫn còn túi, đó mọi người, đó, còn túi còn thông số luôn. Thì cây số 6 thì cây số 6 dài 2m16 nha anh em, 2m16. Đọt là 1.8 gần 1.9 nha mọi người. Đó. Thì cái này tải mồi từ 10.5g đến 28g, độ cứng cũng MH luôn nha anh em, độ cứng cũng MH luôn. Đó, hàng chỉnh cho nên nó lốc, nó nhá giả, nó nhá thật. Cái này tải dây từ 8 đến 20 lb. Nặng là 126g. Anh em sở hữu bộ phen Major System này anh em. Đó. Giá công khai bán tại Nhật nó ra tầm khoảng 16.500 yên, đâu đó ra tầm khoảng 3 triệu rưỡi 4 triệu từ Việt Nam nha mọi người. Đây nó đây đó, 2m 2m106, 2m16 nha anh em, ngoại hình ok nha anh em. Đó, cái định vị đầy đủ, sẵn hết toàn thân nha anh em, gốc Abu đẹp nha anh em, fan ok hết nha, không lỗi lầm gì hết. Đó. Độ cứng MH nha mọi người, độ cứng MH. Rồi, giá công khai cây số 6 giá là 2 triệu 7 nha anh em. 2 triệu 7, hàng chỉnh cho anh em đánh lóc nha. Đó, săn hàng. Theo cây số 7 nha mọi người. Đó, tiếp theo cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là một cây cần của Bạc Lây. Thì anh em đánh hàng bộ lực thì anh em biết hàng Bạc Lây này rồi. Đó, khỏi chê đâu hết. Anh em hàng Bạc Lây. Đó, carbon sẵn nha anh em. Đó. Hàng này về cho anh em bao lực nha. Đó, độ cứng cái này tới XH bằng. Rất là cứng luôn. À, đây, nó có xước xác đây, dính keo nha mọi người, mấy cái này dính keo. Buồn ở đây. À. Thì cái này nó bị mắc tầm khoảng 2 phân. À. Mắc tầm khoảng cái đầu buông nha anh em. Đó, cái này em đo là 2m56 nhưng mà chiều dài thực của nó là 2m58 nha. Đó. Sao thì nó vậy thôi. Bạc Lây nha nè, tem vàng, độ cứng nó đây, đó, độ cứng ít thắt nha anh em, độ cứng hít ít thắt. Đó. Thì cái này nặng là 205g, độ dài em đo là 2m56, đọt là 2 ly 2. Thì cái này tải mồi từ 21g đến 84g, độ cứng ít thắt, chuẩn cho anh em đánh lóc, đó, săn hàng, đó, đánh lóc rừng. Thì cái này giá công khai là 1 triệu 5 nha anh em. Đó, cây số 7 1 triệu 5. Hàng Bạc Lây, một thương hiệu của Mỹ. Rồi, tiếp theo lên cho mọi người là một cây bờ răng. Cây bờ răng này thì còn phun túi nha anh em. Phun túi thì cái nào cái nội địa nha anh em. Đây. Hàng Seben. Đó, bờ răng. Nó đây nè. Một thương hiệu nội địa. Đó. Cái này sở hữu bộ phen titan nha anh em, phen này phen titan nha. Đó. Hàng nội địa phen titan, bát Fuji. Ngoại hình còn rất là ok nè, rất là ok luôn, không lỗi lầm gì hết, buông nó đây. Đó. Cái này độ cứng M anh em, cái này độ cứng M, hàng chỉnh cho nên nên lóc. Đánh nha thiệt. Đó.
Rất là ok anh em, bao mới luôn. Đó. Anh em, đó, nó đây. Cây này dài 1m6, tải mồi từ tải mồi mát là 20g nha anh em. Đó, tải dây là 14 lb. Đó, hàng xe Ben. À, nặng là đây. Cây nặng là 200 nặng là 126g, đọt là 1.8. Đó, giá công khai là 2.8 nha anh em. Đó. Cây số 8 giá công khai là 2.8. Hàng cực kỳ ok anh em, fan là fan titan. Tiếp theo là cây qua hàng bên đây là hàng máy đứng nha anh em, hàng máy đứng. Thì vẫn là một cây brand, hàng nội địa. Cây máy đứng nha anh em, đó, hàng máy ngang em bán đã lên hết rồi. Tiếp theo là hàng máy đứng. Thì cái này một cái hàng nội địa. Cũng là hàng brand luôn. Đó. Bát là bát Fuji, fan là fan ship. Đây mọi người, nguyên bộ fan ship nha. Đó. Cái này độ cứng ra tầm khoảng ML nha anh em. Cái này độ cứng ra tầm khoảng ML thôi. Đó. Thì cái này nặng là 144g, dài là 2m28, đọt là 1.7 ly. Cây này tải mồi từ 3.5g đến 17.5g, tải dây từ 5 đến 12 lb nha anh em. Tải dây từ 5 đến 12 lb, giá công khai là 2.5 triệu. Cây số 9 2.5 triệu nha anh em. Hàng cực kỳ mới luôn nha mọi người. Đó. Hồi carbon sẵn gân guốc luôn nhé. Không lỗi lầm gì hết nha anh em. Fan đời 3 đây, cực kỳ mới nha, cực kỳ mới bự luôn. Đây, tiếp theo cây số 10. Cây này còn túi nha. Cây số 10 là một cây Daiko. Thì cây Daiko này là một cây Daiko hàng hệ Poibro. Đó, hàng nội địa nha anh em. Đây. Mới Japan Daiko Rod. Thì cái này đời 25 nha mọi người, đời 25 Poibro. Đây nè. Đó. Thôi cặp Poibro này thì một số anh em biết chơi thì khỏi chê đâu hết. Dạng carbon sắn mà nó sắn thế này nè, nó sắn cargo anh nè, nó đang nhiều lắm, hàng bao chắc luôn. Fan là fan sheet anh em, fan sheet bu sheet luôn, bu chống sắn. Hàng còn cực kỳ mới nha nè, cực kỳ mới, bát gốc cực kỳ đẹp luôn đó. Gót đây hàng này, hàng đây cô thì cái này nặng là 150g, dài 2m31, đọt là 1.7 ly, tải mồi từ 7 đến 28g. Cái này độ cứng tương đương với M nha anh em, độ cứng tương đương với M. Tải mồi từ 6, tải dây từ 6 đến 14 lb, giá công khai cây số 10 là 2.7 triệu nha mọi người, 2.7 triệu cây số 10. Phèn ok nha anh em, phèn ok. Độ mới cái này ra tầm khoảng 93% nha anh em. 93-95%, rất là đẹp luôn. Thêm qua bên đây. Tiếp theo là cây số 11. Cây số 11 lên cho mọi người là một cây cần của anh em Gadget. Cây Gadget này thì mấy clip trước em có lên, anh em đặt xong rồi không lấy, hẹn này hẹn nọ, xong rồi tới thì lên lại. Cũng có nhiều anh em alo nhưng mà em không có nhớ để lưu số nha mọi người, để em lên lại cho anh em. Cây Gadget này một cây cần, dạng cần của Korea Xích Nhật nha anh em, Korea Xích Nhật mà có đầy đủ đây. Đó. Thì cái này độ cứng là H nha anh em, độ cứng H, tải mồi mát là 50g. Tải dây mát là bè số 8 nha. Dạng này về anh em đánh lóc thoải mái. Bao anh em đánh lóc luôn. Cái này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1, phôi sẵn khỏi bàn. Đó, fan là fan Fuji. Bát là bát Fuji. Fan Fuji buộc trong sẵn. Ngoại hình cực kỳ mới luôn mọi người, ngoại hình cực kỳ mới luôn. Đó. Thì cái này nặng là 220g, đọt là 2.8 ly. Tải mồi mát 50g, tải BM mát là 8. Đó, độ cứng H. Rồi, giá công khai cây số 11 giá là 1.3 triệu nha anh em. Đó, bằng clip mà mấy cây clip trước em bán. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 em lên cho người vẫn là một cây Gadget. Nè, vàng carbon sẵn mọi người. Đó, bát là bát Fuji. Fan là fan Fuji. Đó. Thì cây Gadget này thì dài 2m7 nha anh em, dài 2m7, độ cứng M. Vẫn là buông chống sẵn nha anh em, buông chống sẵn fan Fuji. Đó. Dạng fan Fuji đá xám nha anh em.
Đây mọi người. Đó. Càng còn rất là mới luôn. Về anh em đánh lóc thoải mái nha anh em. Về anh lóc thoải mái, bát đề cao. Càng 3 khúc. Thì cái này nặng là 140 g, dài 2,7 m, đọt 2 ly. Tải mồi mát là 28 g. Đó, tải BE mát là 1, DE1, BE2 nha anh em. Đây thông số đây anh em. Đó. Thì độ cứng cái này độ cứng M, nó chuẩn anh em đánh lóc, đánh nhá thiệt. Rồi, giá công khai cây số 12, giá cây số 12 giá là 1,3 triệu nha mọi người. Đó, 1,3 triệu cây số 12. Tiếp theo em lên cho mọi người là cây số 13. Đó. Cây số 13 là một cây hàng hệ hàng của Shimano. Đó. Fan là fan ship nha anh em, fan ship. Thì cái này là một cây Scorpion hàng Japan. Đó, Scorpion hàng Japan. Con bò cạp nha mọi người. Đó. Fan ship nha mọi người, fan ship luôn. Cái này về cho anh em dạng đánh cảm giác thôi nha mọi người, dạng đánh cảm giác thôi. Cán là cán gỗ bằng. Đây mọi người, cây này tải mồi từ 2 đến 12 g thôi nha anh em. Đó, từ 2 đến 12 g. Dài là 1,74 m. Dạng này cứng cỡ L thôi nha anh em, cứng đẳng khoảng L, ML thôi. Đó, dạng này đánh cảm giác luôn nháy hơi. Đó. Thì cái đọt 1 ly 4, tải mồi từ 2 đến 12 g, tải dây từ 4 đến 8 lb. Đó. Giá công khai cây số 13 giá là 1,8 triệu nha anh em, 1,8 triệu cây số 13. Ngoại hình còn tương đối mới nha mọi người. Đó, không có xước xát gì nhiều hết. Sau cho anh em xem. Đó, phen là phen xít nha mọi người. Rồi, cây số 13 giá là 1,8 triệu. Tiếp theo là cây số 14. Cây số 14 mới lên cho mọi người là một cây cần của Smith. Thì hàng Smith này là hàng nội địa nha anh em, hàng Smith hàng nội địa. Anh em, đó. Japan, đóng chữ luôn trong này cho anh em luôn. Anh em Smith. Thì cái này cứng UL nha anh em, cứng UL. Đây nè, phôi phôi anh em. Thấy phôi nó sẵn không? Đó. Phôi sẵn khỏi bàn. Sẵn tới ngọn luôn mọi người. Đó, bu bu nè, bu xít luôn mọi người, fan xít luôn, bu xít. Thì cái này dạng anh em về cho anh em lua suối thôi nha, lua suối coffee, đó, dạng đánh cảm giác. Anh em câu cá bóng đục thôi, lùa mực. Đó, thông số này nó tải mồi từ 0,4 đến 4 gram thôi, tải dây từ 2 đến tải dây từ 2 đến 4 lb. Đó, tải dây từ 2 đến 4 lb. Cái này dài 1,8 m. Cứ ngu lờ. Đó, hàng chuẩn cho anh em lùa xuống nha anh em. Ngoại hình tương đối đẹp, ngoại hình cái này có tầm khoảng 95% nha mọi người. Đó, 95%. Nặng là 190 g, dài 1,8 m, độ 0,7. Rồi, giá công khai cây số 14 giá là 1,7 triệu nha mọi người. Tiếp theo cây số 15. Cây số 15 lên cho người một cây CanCat. Thì hàng con CanCat này quá nổi tiếng rồi, nó nổi tiếng bộ bộ fan con của nó. Bộ fan là fan sheet gold. Cực kỳ đẹp nha anh em. Ngoại hình cái này theo đánh giá ra tầm khoảng 95-93% nha mọi người. Bát ok. Đó. Bắt con nha mọi người, bắt con luôn. Cái này cũng là một dạng cần UL, dạng cho anh em câu cảm giác, lúa suối nha mọi người, lúa suối câu tôm. Anh em có thể lấy đi câu mực cũng được. Đó, câu mực cũng rất là ok. Thì cái này nặng là 1,74 g, dài là 1,68 m, đọt là 1 ly 2, độ cứng UL. Đó. Độ cứng UL. UL thì nó tải mồi từ 0,4 đến 4 gram thôi nha mọi người. Đó, giá cây số 15 giá là 2,2 triệu. Tiếp thêm ba cây số 16 và cây số 17. Cây số 16 và số 17 là một cặp nha mọi người. Đó, một cặp. Thì cái này một cây cần Mizorap hàng của China xuất Nhật. Một dạng cần cắm gốc, dạng đánh cho anh em đánh lóc, đánh mọi đánh nhát thiệt nha anh em, đánh nhát thiệt, câu bạo lực, câu ghe tàu. Cũng rất là ok nha anh em. Đó. Fan là fan Fuji, ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95%, rất là mới luôn, hàng chưa qua sử dụng luôn á, chỉ thiếu cái bao thôi. Đó, thôi anh em lấy con bạch tuộc cũng được. Thì cái này dài 2,1 m, độ cứng là độ cứng H nha mọi người. Đó, dài 2,1 m, độ cứng là độ cứng H. Tải mồi mát là 42 g, tải dây BE là BE số 3 tới BE số 8 nha anh em. Đó, tải dây BE từ BE số 3 đến BE số 8. Để quay vào đây. Đó. Hàng chuẩn đánh lóc nha mọi người, đánh lóc luôn, đánh bạo lực. Fan là fan bóm, fan Fuji,
Đó. Thế này. Thì cái này nặng 158 gram, dài 21. Thì cái tọt này thu gọn đó là 1m68 nha anh em. Đó, thu gọn 1m68. Đọt là 1 ly 1 nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây số 16 giá là 1 triệu 5. Rồi, cây số 17 cũng vậy luôn nha mọi người. Đó, cây số 17 cũng vậy luôn, giá là 1 triệu 5. Một cặp nha mọi người ha, một cặp. Rất là mới nha anh em. Đó, rất là mới luôn. Đó, không có chê vào đâu được hết. Rồi, giá 1 triệu 5 nha anh em, cây số 17. Tiếp theo là cây số 18. Thì cây số 18 vẫn là một cây hàng bánh đầu lực, hàng luôn gần, không thôi anh em đánh câu chích cũng được. Đó. Dạ đánh có thể anh em lấy đi câu nhái thiệt săn hàng. À, đây. Đây là một cây cần bay qua phun tôm. Đây anh em, hàng bay qua phun tôm. Xe bên đây biết được. Đây, đó, hàng bay qua phun tôm nha anh em, hàng bay qua. Ngoại hình còn rất là mới nha mọi người. Đó, lâu lâu mới tuyển được em hàng mới. Bát là bát đây qua đó, phèn là phèn xít cho anh em, phèn xít đây, soi cái đọt cho anh em xem đó, cực kỳ mới đó, không có chê đâu được. Phèn xít đề 340 cho anh em đó, phèn ok cho nha mọi người, chưa bị muối ăn luôn đó, hàng này chỉ dùng lướt thôi đó, rất là mới luôn đó, lâu lâu rước được mà em hoa hậu về đó, xinh tươi. Thì cái này dài 2m4 nha nè, dài 2m4 đó, dài 2m4 độ cứng H. Thì cái này tải màu từ 28 đến 100, từ 28 gram đến 112 gram, tải max dít đó là 150 gram. Đây bè nó đánh thì bè số 4 đến bè số 6 nha mọi người. Ni lông thì ni lông bè từ 16 đến 45 lb, hàng tài quan, hàng siêu đẹp nha mọi người, siêu đẹp. Cắm gốc nha nè, cắm gốc. Thì cái này nặng là 290 gram. Đó, dài 2m4. Cái đọt á, thu gọn á là 1m67 nha nè, 1m87 nha mọi người. Đó, 1m87. Rồi, giá công khai cây số 18. Giá đó, mất tiêu. Giá là 2 triệu 3 nha mọi người. Đó, cây số 18 giá là 2 triệu 3. Đây, giá 2 triệu 3 cây số 18 nha nè. Đó. Tiếp theo cây số 19. Cây số 19 nó lên cho người một cây cần Abu, hàng còn hàng hàng siêu hiếm nha nè. Đó. Hàng Madrid nha anh em. Đó. Dòng Abu Madrid này là dòng cao cấp nha mọi người. Đó. Chủ fan là fan shit nha anh em, fan là fan shit. Đó, fan shit. Bu shit nha mọi người, bu shit. Carbon sắn gân gút. Đó. Dòng này thì anh em săn rất là nhiều đây, săn về câu anh em lấy câu chép rất là cảm giác luôn. Đó. Serpent anh em, hình serpent. Bát là Pussy tam vàng serpent. Đó, rất là đẹp. Thì cái này nặng là 135 g, đọt 1 ly 7, dài là 2. Cái này dài 2m4 nha anh em, dài 2m4. Cái này tải mồi từ 5 đến 21 g. Tải dây từ 6 đến 12 lb, độ cứng ML. Thì cái này chuẩn cho anh em đánh chép nha mọi người, chuẩn đánh chép. Thôi anh em đánh lóc mà anh em đánh nháy hơi á, cực kỳ cảm giác luôn, bọn mảnh cái này cực kỳ cao. Rồi, giá công khai cây số 19 giá là 2 triệu 8 nha anh em. Đó, 19 2 triệu 8. Tiếp theo cây số 20. Cái 20 là một cây cần hàng hệ, hàng Gamakatsu. Đây anh em. Đây. Gamakatsu. Thì cái này dài 2m7, tải mồi từ 10 đến 30 g, tải dây từ 6 đến 12 lb. Ngoại hình nó rất là mới luôn. Đó, mới tinh. Dán carbon sẵn anh em, phôi Gamakatsu thì khỏi chê đâu được ha. Bát là bát Fuji tem vàng. Phèn là phèn Fuji chít anh em. Phèn Fuji chít trắng đen. Bộ là bộ chống sẵn đây. Đó. Hàng bao đẹp nha anh em, bao đẹp, bao lỗi lầm luôn. Đó, bao mực mà, hàng độ cứng M, độ cứng này chuẩn anh em lên lóc, đánh giá thiệt nha. Đó. Thôi anh em đi câu chép không được, câu chép lỗi này câu bao cảm giác đây. Đó, cực kỳ ok anh em. Thì cái này nặng là 150 g, dài 27, đọt 1 ly 5.
tải mồi, mát tao 30g, tải dây mát tao 12 lb, giá công khai cây số 20 giá là 3,5 triệu nha mọi người, 3,5 triệu cây số 20. Tiếp theo cây 21, cây 21 là cây bạo lực Lugan, cây này tải tới 100g nha mọi người. Đó. Thì cây 21 là một cây cần của Smith Super, một cây cần Smith hàng nội địa, fan là fan Fujitsu cánh bóng đây nè, chất liệu carbon bát là bát Fuji, xích bóng với người rất là đẹp luôn. Đó. Ngoại hình tương đối ok nha nè, không có xước xát gì nhiều hết, bu môi chè Fuji, fan bóng, fan đề 3440 nha mọi người, fan đề 3440. Thì cái này dài 3 m, tải mồi từ 18 đến 100g, tải dây từ 12 đến 40 lb. Đó. Tải mồi này thì anh em đánh Lugan thoải mái, không thôi anh em đi săn hàng lóc gừng lóc bông. Đó. Một cây cần tải tới 100g luôn. Thì cái này nè, chỗ này đây nó bị chóc lớp sơn nha anh em, thôi nó thì ok nha anh em, không lỡ lầm nhé, nó chỉ bị chóc lớp sơn thôi nha, bao anh em lỡ lầm nha. Đó, về anh em đánh mà lỗi cho đó thì báo em nhận cần lại lần. Đó. Rồi, cái này nặng là một cái này nặng là 340g, dài 3 m, tải mồi là từ 18 đến 100g nha anh em, tải mồi chuẩn. Bao ok, bao bao lực. Thì cái này tải dây từ 12 đến 40 lb, đọt là 2 ly. Đọt là 2 ly 4 nha mọi người. Đó, giá công khai là 3,5 triệu nha anh em, 3,5 triệu cái số 21. Ngoại hình rất là ok nha anh em. Đó. Tiếp theo cây số 30, cây số 22 vẫn là một cây Smith nha anh em. Đó, cây Smith nội địa, hàng nội địa Nhật nha mọi người, fan là fan Fujitsu, foil carbon. Đó, cán ra đây nè, ngoại hình rất là ok nha anh em. Thì cây này dài 3 m, tải mồi từ 10 đến 40g, tải dây từ 8 đến 20 lb, cái này độ cứng tương đương với tầm hãng M nha anh em, tầm hãng MH. Đó, phần xít nha nè, phần xít hết nha. Ngoại hình rất là ok nè. Dạng này về anh em đánh lóc thoải mái, rồi anh em đánh tra chép ok. Đó, đánh đa năng lục. Đó, tải mồi từ, tải mồi rất là ok nè, mát tầm 40g. Đó, đánh gần. Đó. Thì đây, cái này nặng là 120g nha nè, nặng 120g, dài 3 m, đọt 2 ly. Rồi, giá công khai cây số 22 giá là 2,5 triệu nha anh em. Đó, giá 2,5 triệu cây số 22. Tiếp theo cây số 23, cây cuối cùng. Cây số 23 em lên cho người một cây canh cáp. Thì dòng này lần trước em có lên một cây. Đó. Về anh em đánh phản hồi rất là ok anh em. Phôi carbon thay da sáng ít. Sáng ít toàn hay nha anh em. Sáng ít lên tới ngọn luôn. Đó, fan là fan ship nha anh em, fan là fan ship. Đó. Fan ship carbon sáng ít, sáng quẩy cá như này, sáng kêu quẩy cá. Thì cây này dài 3 m nha anh em, dài 3 m, hàng đánh gạch, đánh lóc. Đó, đánh bạo lực cho anh em. Bát là bát Fuji, fan là fan ship. Thì cây này tải mồi từ 10 đến 40g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Đó, độ cứng tập hẳn MH, dài 3 m, nặng là 275g, đọt 21 nha em, đọt 21. Rồi, giá công khai cây số 23 giá là 2,2 triệu nha em, 2,2 triệu. Rồi, đó tổng cộng 23 cần em lên cho hôm nay. Nếu em ơn cái đầu chốt đem thoại số thoại tự động liên hệ với anh em nha. Đây, ba cây Lugan đây, nó fan chiến đây, nhìn từ xa lại rất là ngầu nha mọi người, khỏi chè đã được. Rồi, cảm ơn anh em nhé.